cầm á. Trước khi đi ngủ chị bé rồi bật đèn lên nó cầm. Ừ, nhổ được không? Nó lấy làm cho ai rồi? Còn một người chờ à? Ủa về à? Trời, trời mới biết tuổi hơn cô này. Thế ra là lâu nay nó dối mình. Nó hỏi con chị à, nhỏ 99. Mới 99 hả? Ừ. Mà hồi trước là chị mà lo làm nhắn từ cái thời ở trong kỳ vị cốt lận. Không, lúc nó cũng già lắm. Già đanh rồi cũng đi làm. Đi làm cho họ rồi cái Lê ơi. Làm khách sạn đồ rồi. Mà nó còn già ăn trừ nữa. Cho đi nước ngoài về kiểu thiện trường đi về bay về đến đến chỗ mẹ ăn cái đi lại chứ mẹ mới mất đây rồi hai chị em đó. Cái gì thì bác đi làm không chịu đợi thì lo thôi. Ừ thì ai đợi thì đợi thôi chứ. Ý là nó đợi hơi lâu thôi chứ đang chửi. Nó đợi chị Loan tầm cỡ 20 phút nữa. 20 phút. 20 phút. Truyền miệng lại rồi dùm. Đây là trên lầu trước đúng không? Ừ. Trên lầu có quay không đúng không? Ừ.
Không thì chị nặng này xong ly nặng thì ly nặng ly tiếp này. Bé lấy kia tới trước kìa. Không thì bé hai bé tới trước. Hai bé lâu tới trước, tới lâu rồi. Bé nó mới vô sau đi mà. Bé trên đó là lâu. Ý là hai chị mới ni là không phải. Hai cái người nó chờ chị là hồi nãy chờ trước khi em vô á, chứ còn hai người kia là không có yêu cầu chị, hai người kia nhân viên đang làm. Chị bé nó chưa rửa mặt xong là em lại kêu có người đợi trên lầu nữa. Cái gì không có mãi thì nó không ngán được. Kêu bỏ đi đến bài không biết đến bài đến không. Thì đến bài lấy ra mua đồ hết rồi mà. Còn luôn à. 900 mấy đó rồi. 900 lẻ mấy ngàn. Sáng hậu kêu ăn chị cho thấy. Trời để dành tiếng làm cái thất niên. Mới lần tính ra lại rồi, cái này tính ra lại là được ít tiền. Hay là tính ra lại tính bị lậu. Tính bị lậu là ví dụ tiền cái video này nè đưa trước đó là mà lần phải chia ra một mình. Tại vì là cái nhất là mình phải cung cấp mà, thay vì đó là đưa trước thôi. Đúng rồi. À, nên là khi chia đôi xong rồi mà lần còn bao nhiêu rồi, ví dụ như ví dụ 200 đi, 200 thì Mà Long phải trả, ví dụ 200 là của Mà Long phần, Mà Long 200 thì Mà Long trích ra 100 mấy thì ví dụ trước rồi, cái đầu thì còn lại quay mất cái này. Cứ tính là phải tính lộn là cái rằm là mới chia tính lộn nào. Mà bữa nay thuế thuế phần trăm cao á, thuế mấy bên này là 20, bên kia nữa 10, nó 30% mấy bên kia nữa. Mấy hồi là không có, bữa nay có ấy là hồi tháng có hồi tháng tư trời này lộn thuế phần trăm nhiều thứ. Con đây quen cái đầu tôm kìa. Ừ, đầu tôm chưa ai rảnh cho Facebook chiên trước đi. Đầu tôm nó lâu lắm, ai rảnh đi. Không có ai rảnh đâu ly vậy chứ không sao. Không, nhưng ý là có hiền, có hiền cái đồ này. Cái đồ hiền không biết cái gì đâu. Không. Em phải phải buộc xịt xịt thôi. Ừ, em nhúng cái đầu tôm vô rồi bỏ chiên thấu. Có bịch chiên giòn á, bịch bột chiên giòn á. Xí chiên được cái gì đâu, chiên nó nhanh. Nhiều lắm mà lo. 2 kg tôm lận, cái đầu quá trời đờ luôn á. Rồi rồi rồi. Chị trữ. Chưa. Đó là phần bột kem thì dùng. Cục mua bằng như cục đó thì ngon. Hồi nãy đang quay các bạn nhỏ nó không chịu quay, một hai lần chịu quay. Đây, bịch chiên giòn bên ta trớt kìa. Sốt, cái tủ đó bên ta trớt. Đó, không có nói gì, không biết. Bác sĩ quay một cái đó. Quay chứ không có gì mặn cái thôi, đừng quay em rồi sao. Có không? Được. Đâu có thấy mặt đó. Chắc nó sợ đó. Bởi đừng có nói quay quay. Không biết, tự bây giờ mấy đứa biết, cứ lì. Thế là khách họ không biết, tưởng quay mặt hiểu không? Mình nói không quay mặt không tin, mình phải đưa video ra. Yeah.
Mm-hmm.